máy máy này vận chuyển vật tư này, cọc ép hàng rào xung quanh của ủy ban. Đây là vị trí miếng đất của ủy ban sẽ được xây dựng nơi đây. Đây cọc đã đổ xong thì anh em đang chờ ép cọc xây dựng lên rồi cũng cắt tiếp vào. Cọc này dài cũng khoảng độ mười mấy mét đó. Anh em đã đổ cọc xong. Đây vị trí thử tỉnh này. Này là lối ra của ủy ban và xây dựng một cây cầu để thông qua ủy ban.